Diễn đàn này có thành kiến không công bằng với Việt Nam. Đó là một tiêu đề bài viết của một du khách đến từ Anh mới đăng tải cách đây 24 ngày. Người này đã đến Việt Nam du lịch trong 2,5 tuần và nhận ra những đánh giá tiêu cực về Việt Nam trên diễn đàn quốc tế này hoàn toàn là phóng đại và sai sự thật. Vậy những trải nghiệm của du khách người Anh này như thế nào? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé! Tôi vừa trở về sau chuyến đi 2,5 tuần tới Việt Nam. Trước khi đi du lịch, tôi đã kiểm tra diễn đàn này để được tư vấn và thấy rất nhiều người nói về lừa đảo, về người dân không thân thiện, bạn không thể tin tưởng ai ở Việt Nam. Điệp khúc, chẳng trách, sao nhiều du khách không về Việt Nam lại xuất hiện thường xuyên. Không nói dối đâu, tôi bắt đầu tự hỏi liệu mình có sai lầm khi chọn Việt Nam làm điểm đến du lịch hay không. Diễn đàn này đã cho tôi ấn tượng sâu sắc về một đất nước đầy rẫy những trò lừa đảo và những kẻ lừa đảo chuyên nhắm vào khách du lịch. Sau chuyến đi, tôi nhận ra rằng sự thật thật sự khác xa như vậy. Những người chào hàng taxi và sim ở sân bay hầu như không làm phiền bạn. Điều tương tự cũng có thể xảy ra với hầu hết những lời chào hàng trên đường phố. Một nụ cười và cái lắc đầu và họ sẽ biến mất. Có, tôi cũng đã gặp những kẻ lừa đảo, nhưng rõ ràng là họ đang thực hiện những hành vi lừa đảo và rất dễ tránh. Một lần nữa, những kẻ này hầu như không cố chấp hoặc đe dọa bạn. Hầu hết người Việt Nam đều thân thiện và tò mò với tôi. Họ mỉm cười, đưa ra lời khuyên, luyện tập một ít tiếng Anh và không mong nhận được gì cả. Nói chung, nhân viên nhà hàng đã kiên nhẫn khi tôi dịch thực đơn bằng điện thoại và tỏ ra tích cực với tôi khi tôi dùng bữa. Ở Hà Nội, tôi có thể dễ dàng bắt chuyện với những người cùng độ tuổi với mình trong quán cà phê. Một điều ngạc nhiên lớn đối với tôi vì người dân Hà Nội được cho là khá lạnh lùng. Chúng tôi nói chuyện về cà phê, cuộc sống ở Việt Nam, chính trị. Tôi biết rằng trải nghiệm của tôi không phải là sự phản ánh của mọi người. Nhưng tôi đã ở miền Nam, miền Trung và miền Bắc, cộng với một hòn đảo. Và hầu như không có điều gì mà những người trên diễn đàn này phàn nàn hàng ngày thực sự xảy ra. Có lẽ sự thật lớn duy nhất là tình trạng ô nhiễm và giao thông. Đây thực sự là một vấn đề ở Sài Gòn và Hà Nội. Đi bộ vào giờ cao điểm rất khó chịu và khẩu trang rất cần thiết. Nhìn chung, tôi đã có một chuyến đi tuyệt vời, thức ăn tuyệt vời. Tôi chủ yếu ăn ở những địa điểm địa phương và không bao giờ thất vọng. Thiên nhiên tuyệt đẹp, con người tốt bụng. Đừng để tất cả những lời phàn nàn trên diễn đàn này khiến bạn không muốn ghé thăm Việt Nam. Và vâng, tôi đang cân nhắc việc trở lại Việt Nam cho kỳ nghỉ sắp tới. Đó là những trải nghiệm của du khách đến từ London, Anh khi trực tiếp đến Việt Nam trải nghiệm và kiểm chứng. Có thể thấy một số thành phần bất mãn với chính phủ Việt Nam, bất mãn khi thấy Việt Nam phát triển hơn, đã không ngừng phóng đại tiêu cực của Việt Nam trên khắp các diễn đàn quốc tế. Rất nhiều bài viết cứ lặp đi lặp lại việc chỉ có 5% du khách quay lại Việt Nam, rồi so sánh với Thái Lan và công kích Việt Nam từ du lịch cho đến chính trị. Điều này ít nhiều ảnh hưởng đến tâm lý của những du khách muốn đến Việt Nam trải nghiệm. Tuy nhiên, những ai đã đến Việt Nam rồi thì lại có những góc nhìn khác. Vậy dân mạng quốc tế đã bình luận những gì bên dưới? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé! Tôi đã dành 3 tuần ở Việt Nam và yêu thích từng giây phút ở đó. Nhiều lần tôi đã trả quá nhiều và được hoàn lại tiền lẻ. Nhiều người đã cố gắng tương tác với tôi bằng tiếng Anh và ngôn ngữ tay. Tôi đã bị một số người nhìn chằm chằm, nhưng tôi là một người Mỹ gốc Á, cao 1m8. Tôi nghĩ đó là sự tò mò hơn là thô lỗ. Nhiều lần tôi được tặng trái cây và chúng tôi chỉ đi chơi và nói chuyện. Đất nước và con người thật tuyệt vời. Đúng đấy, đây là một trải nghiệm rất giống với tôi. Tôi xin lỗi, nhưng kỳ nghỉ 2 hoặc 3 tuần hoàn toàn khác với việc sống và làm việc ở đất nước này và đối mặt với đồng nghiệp Việt Nam, giao thông, văn hóa và hàng triệu thứ khác mà bạn sẽ không gặp phải trong kỳ nghỉ thần kỳ của mình. Các bạn đã có một trải nghiệm rất hạn chế và có đặc quyền ở Việt Nam. Hãy vui mừng vì bạn yêu thích nó và đừng đến giảng cho chúng tôi, những người đã ở đây nhiều năm rằng nó tuyệt vời như thế nào. Không, tôi hoàn toàn hiểu sự khác biệt giữa sống ở đó và trở thành khách du lịch. Những người trả lời các câu hỏi của khách du lịch ở đây cũng cần phải ghi nhớ sự khác biệt đó, chứ không phải chỉ hù dọa và than vãn về những điều mà khách du lịch hiếm khi trải qua. Im đi, họ đang nói về việc là một khách du lịch. Thông điệp hướng đến những người được coi là khách du lịch. Bạn không thích sống ở đó thì chuyển đi đi, đừng la hét một cách vô ích nữa. Tôi đã sống ở đây được nhiều năm và đây cũng là kinh nghiệm của tôi. Ngay cả với tư cách là một khách du lịch, Việt Nam cũng khá tốt so với những điểm du lịch hấp dẫn khác mà tôi đã ghé thăm. Hầu hết mọi người đều điềm tĩnh và ngay cả những người cố gắng bán đồ cho bạn nhìn chung cũng lịch sự và thân thiện. Nhân viên rất kiên nhẫn và tôi chưa bao giờ cảm thấy không được chào đón chỉ vì tôi là người nước ngoài. Nói chung là khá tuyệt vời. Thật đáng tiếc là một số người cuối cùng lại gặp phải những trải nghiệm tồi tệ.
người nước ngoài ở đây, vâng, diễn đàn này đôi khi khá khắc nghiệt. Ý tôi là không có tin giả hay gì cả, nhưng đôi khi nó tập trung quá nhiều vào những mặt tiêu cực của một đất nước xinh đẹp. Điều này diễn ra ở mọi trang của các quốc gia. Mọi người có nhiều khả năng đăng bài để đưa tin về những nội dung tiêu cực hơn là những nội dung tích cực. Do đó, quan điểm của bạn là thiên vị. Tôi không đồng ý. Trước khi đến Hàn Quốc, tôi đã nghiên cứu về trang du lịch Hàn Quốc và ít nhiều đó đều là những phản hồi và lời khuyên mang tính xây dựng mà không liên tục phàn nàn. Tương tự như vậy, tôi đang tham gia vào trang địa phương nơi tôi sống, Ba Lan. Người Ba Lan nổi tiếng vì phàn nàn về việc Ba Lan tồi tệ đến mức nào. Nhưng bằng cách nào đó, điều đó xảy ra ít hơn trên những trang đó so với trang của Việt Nam này. Một điều nữa là số lượng nhỏ những lời phàn nàn hoặc phản hồi tiêu cực của những nước khác thường đúng với trải nghiệm. Trong khi đó ở đây, nó có vẻ bị phóng đại quá mức và thường sai sự thật. Diễn đàn này cực kỳ tiêu cực về Việt Nam do có sự đóng góp của hai nhóm. Thứ nhất, một số người Mỹ gốc Việt vẫn còn cay đắng về sự mất mát của họ cách đây hàng chục năm hoặc thừa hưởng sự cay đắng và quyết tâm bôi nhọ mọi thứ về Việt Nam nhiều nhất có thể. Thứ hai, những người nước ngoài tự cho mình được hưởng mọi lợi ích khi sống ở một quốc gia đang phát triển nhưng vẫn đòi hỏi những tiêu chuẩn phát triển như đất nước của họ, như kiểu Việt Nam nợ họ một ân huệ khi họ sống ở đó. Họ than vãn và chê bai vì điều đó khiến họ cảm thấy mình vượt trội hơn người khác. Mọi phản đối sẽ bị phản bác là nếu không chỉ ra được cái xấu thì đất nước không thể trở nên tốt đẹp hơn. Mỗi buổi sáng, tôi thức dậy với một chủ đề khác về việc chỉ trích Việt Nam. Thực ra sáng nay tôi đã nghĩ đến việc hủy đăng ký vì tôi không cần kiểu tiêu cực này chút nào. Ban đầu tôi tham gia nhóm này để đưa ra lời khuyên cho những người muốn tìm hiểu về Việt Nam, nhưng hầu hết trải nghiệm của tôi cho đến nay đều rất tệ. Bạn đã quên một nhóm khác. Người Việt có cuộc sống tồi tệ ở Việt Nam cho rằng đây là nơi tồi tệ nhất thế giới và nguyên nhân cuộc sống tồi tệ của họ là vì đất nước này. Nhóm này còn cho rằng người dân bình thường thiếu hiểu biết và bị tẩy não về những vấn đề của đất nước. Vì thế họ cho rằng mình giỏi hơn người khác ở chỗ, hiểu biết nhiều hơn về các thứ bị cấm. Đó là thông tin sâu sắc cho tôi, cảm ơn bạn. Tôi cũng nghĩ diễn đàn này sẽ thiên về lời khuyên hơn, đặc biệt là khi đi du lịch. Thật là điên rồ khi đọc quá nhiều điều tiêu cực. Đối với tôi, đây là một trải nghiệm độc nhất vô nhị khi đọc thông tin về quốc gia và du lịch trên Reddit. Nếu bạn đọc diễn đàn này, bạn sẽ biết những điều cần tránh và do đó sẽ không có những trải nghiệm điển hình của những người mới đến Việt Nam lần đầu. Tuy nhiên, đó không phải là sự thật. Tôi đã nghiên cứu những điều cần tránh ở đây, chuẩn bị sẵn những kiến thức đó và nhiều lo lắng, nhưng rồi phần lớn những điều đó hóa ra lại không đúng với chuyến đi của tôi. Để đưa ra một ví dụ, tôi cứ đọc ở đây về mức độ quấy rối khủng khiếp của taxi và sim tại các quầy sân bay quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Tôi đã sẵn sàng chen lấn, chống lại những người muốn lấy túi sách và điện thoại của tôi, vân vân. Nhưng khi tôi đến, những người bán sim không nói gì trừ khi tôi đến gần quầy của họ và những người lái taxi chỉ hát một đoạn điệp khúc nửa vời taxi và không đứng dậy khỏi bàn làm việc khi tôi phớt lờ họ. Tôi đồng ý, 5 tuần đã trôi qua và hơn 90% trải nghiệm đều tích cực và khi bạn đi du lịch trong các khách sạn và nhà trọ bình dân thì thực sự tốt. Mọi người đều rất tốt, ngoại trừ 1-2 anh chàng vệ sinh sửa giày ở Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi đến Việt Nam vào cuối tuần này và tôi không chắc liệu đó có phải là một ý tưởng hay sau khi xem qua diễn đàn này hay không. Cảm ơn vì bài viết của bạn. Tôi cũng có cảm giác tương tự như vậy. Nó thực sự làm tôi lo lắng. Tôi chắc chắn rằng ở Việt Nam có những người xấu, nhưng thành thật mà nói, tôi thấy rất nhiều điều ở đây bị cường điệu hóa và sai sự thật. Hãy làm theo bản năng của bạn, lắc đầu một cách lịch sự nhưng kiên quyết nếu ai đó đề nghị cho bạn thứ gì đó mà bạn không muốn và thực sự chỉ có vậy thôi. Tôi đang ở một bãi biển ở Đà Nẵng và một người dân địa phương đến hỏi tôi đến từ đâu, làm nghề gì, vân vân. Vì diễn đàn này mà tôi hơi nghi ngờ và lạnh lùng với người đàn ông đó. Hóa ra anh ấy chỉ muốn chụp ảnh chung với chúng tôi và bạn gái tôi. Anh ấy đã nói chuyện với chúng tôi một cách trân trọng và đưa cho chúng tôi địa chỉ mail của anh ấy để chuyển tiếp những bức ảnh đó. Và sau đó nói với tôi rằng anh ấy rất vui được gặp chúng tôi, một trong những trải nghiệm nước ngoài tuyệt vời nhất mà tôi có. Tôi vừa trở về từ Việt Nam và rất thích nó. Không gặp vấn đề gì ngoài ngộ độc thực phẩm ở vùng sâu vùng xa. 3 trong 4 người bị ốm khi đi du lịch Hà Giang. Hầu hết các subreddit châu Á này đều chứa đầy những người nước ngoài phương Tây, những người dường như chỉ thích phàn nàn không ngừng. Reddit Hàn Quốc cũng gặp vấn đề tương tự. Tốt cho bạn,
có lẽ bạn đã tránh được một số trải nghiệm tồi tệ nhờ vào diễn đàn này. Nhưng người ta vẫn nói phòng bệnh hơn chữa bệnh. Tuy nhiên không phải vậy, những điều tiêu cực mà mọi người trong diễn đàn này nói đơn giản là không xảy ra. Tôi không cần tránh những kẻ lừa đảo, chào hàng và lừa đảo. Tôi không cần tránh những kẻ lừa đảo hay chào hàng vì ngay từ đầu họ đã không tồn tại ở đó. Bạn sẽ thấy những người đã sống ở đây trong một thời gian cay đắng và không hiểu tại sao họ không trở về quê hương của mình. Tôi tìm thấy điều này ở mọi nơi tôi đến trong chuyến du lịch của mình. Một số người muốn có đặc quyền cứ làm lố mọi thứ lên một cách thái quá. Đúng là Việt Nam có một số vấn đề nghiêm trọng về giao thông, nhưng ở quê nhà Los Angeles của tôi thì còn tệ hơn, với tình trạng ô nhiễm còn tồi tệ hơn. Cũng phải đối mặt với những kẻ điên cuồng bạo lực trên phố và nhiều lần bị chĩa súng vào đầu. Nhật Bản có vấn đề từ chối người nước ngoài đến một số nơi nhất định, ngay cả khi bạn sống ở đó và nói ngôn ngữ đó. Thái Lan có tình trạng giao thông tồi tệ ở Bangkok và bị lừa đảo nhiều lần. Một số quốc gia tôi đã từng đến ở châu Phi và Trung Đông hoàn toàn hỗn loạn so với Việt Nam. Một số người chỉ đến từ những hoàn cảnh đặc quyền và mong đợi những tiện nghi hàng đầu ở một quốc gia đang cố gắng đứng vững trở lại sau khi bị xâm lược nhiều lần. Tôi đã ở Việt Nam được 1.5 năm. Tôi không chắc bạn đang nói về điều gì. Có một số người kỳ quặc, nhưng Việt Nam là một nơi tuyệt vời với những con người tuyệt vời. Ô nhiễm và giảm một số quyền con người hơn, nhưng nhìn chung là một nơi tuyệt vời. Tôi đã không gặp phải vấn đề gì khi ở đó. Tôi rất thích chuyến thăm Hà Nội của tôi cách đây vài năm. Thức ăn tuyệt vời, phong cảnh đẹp, những người thực sự tốt bụng và thân thiện. Hãy tận hưởng nhé! Tôi đã ở Việt Nam, Đà Nẵng và Hà Nội vào tháng trước và đã có khoảng thời gian tuyệt vời. Không gặp phải bất kỳ kẻ lừa đảo nào hoặc người thô lỗ nào, tôi cũng đã giới thiệu Việt Nam cho những người khác. Mọi người có xu hướng bộc lộ những điều tiêu cực hơn khi họ gặp phải trải nghiệm tồi tệ. Nhưng nhìn chung, con số đó có lẽ là 5-10% số người có trải nghiệm tồi tệ. Kỳ vọng sai lầm hoặc gặp người có thái độ không tốt. Tôi ở Hà Nội 8 năm vẫn thích tất cả, trừ ô nhiễm. Trải qua 9 tuần ở Việt Nam, đi từ Bắc vào Nam, bị tinh phí quá mức 1 hoặc 2 lần, nhưng nhìn chung, đó là một trải nghiệm tuyệt vời. Hãy đi du lịch với tinh thần cởi mở, hầu hết mọi người sẽ không làm hại bạn. Tôi sống ở đây và tất cả những gì tôi nói là Việt Nam thật tuyệt vời. Đó là một nơi tuyệt vời, mọi thứ về đồ ăn và con người, tôi yêu Việt Nam. Hoàn toàn đúng luôn, tôi luôn bị dislike khi tôi nói rằng tôi yêu thích những tháng ngày ở Việt Nam. Và tôi đã đi phản bác lại những chuỗi bình luận vớ vẩn về Việt Nam. Nhưng tôi thấy mừng vì không chỉ có mỗi nước Anh mới có những kẻ tự nhục, haha. Vâng, tôi đã không bị lừa một lần nào khi là người nước ngoài khi tôi đến thăm Việt Nam. Không muốn làm mất trải nghiệm của mọi người, nhưng người dân Việt Nam đều cực kỳ thân thiện và thường xuyên lịch sự. Tuy nhiên, tôi không nói chuyện với những người lạ và luôn cảnh giác. Tôi là một người phụ nữ da đen và không ai thô lỗ cả. Nhưng tôi chỉ có thể nói theo kinh nghiệm của mình. Và khi tôi đến đó, những người dân địa phương đã dẫn tôi đi khắp nơi. Đó là một đất nước xinh đẹp và tôi thực sự rất thích thời gian ở đó. Tôi đang lên kế hoạch đến thăm một lần nữa. Tôi hiểu đây là không gian để người dân địa phương có thể bày tỏ ý kiến về đất nước của họ. Vì họ sống ở đây nên họ chứng kiến nhiều điều hơn so với một chuyến đi. Nhưng ở Việt Nam có rất nhiều người tốt bụng và đó là một nơi tuyệt đẹp. Ở đó có rất nhiều thứ giống như rất nhiều nơi khác. Bạn thực sự không thể nói rằng ở châu Phi không có nạn đói. Vì bạn vừa ăn xong, bạn phải nhìn vào số liệu thống kê và con số để đối xử công bằng với mọi thứ. Con số cho biết chỉ có 10%-40% du khách quay trở lại Việt Nam vào năm 2018, theo báo cáo của Hiệp hội Du lịch Châu Á-Thái Bình Dương. Con số này giảm xuống 5% vào năm 2023. Đối với Thái Lan, họ có 80% cho năm 2018 và 74% cho năm 2023. Điều này cho thấy rõ du lịch Việt Nam đang bị tụt lại phía sau đáng kể. Và thỉnh thoảng quay lại thăm Việt Nam trong khoảng 20 năm tiếp theo. Và tôi có thể thành thật mà nói rằng, Việt Nam không mang lại giá trị gì cho tôi về mặt du lịch. Mọi thứ đều đắt đỏ, lừa đảo khắp nơi và nói chung là không an toàn. Và điều này đến từ một số người Việt Nam. Bạn phải cảnh giác cao độ ở mọi nơi bạn đến và điều đó sẽ làm hỏng chuyến đi. Tôi thà chi số tiền tương tự đến Thái Lan hoặc thậm chí Malaysia để có những dịch vụ và giải trí tốt hơn. Đúng là Việt Nam an toàn hơn nhiều so với một số quốc gia và có du lịch trên mức trung bình một chút, không giống như Ai Cập hay Ấn Độ. Tuy nhiên, nếu bạn tiêu tiền, bạn có thể muốn so sánh nó với nước láng giềng cao hơn, gần hơn như Thái Lan.
Bình luận cuối này là bài ca của một Việt Kiều không muốn quay trở về quê hương. Và rất nhiều bình luận tương tự như vậy. Và phía trên là những ý kiến của dân mạng quốc tế. Các bạn thấy như thế nào? Hãy comment bên dưới video này nhé! Cảm ơn các bạn đã xem hết video và hẹn gặp lại các bạn ở những nội dung tiếp theo.